mình Mẹ Đơn Thân xin chào mọi người nha. Thì mình lại tiếp tục nói theo tiếp tục cái video để mình trả lời về những các bạn mà hỏi mình về cắt miếng nha các bạn. Thì trước khi các bạn có thể tua xuống nhà tua xuống nữa thì mình có trả lời rất cho rất nhiều bạn về cái cắt miếng rồi. Thì từ trước đó mình cắt miếng bị hư bị hỏng đó các bạn, thì mình cũng có kinh nghiệm rất nhiều và mình cũng làm đẹp cho các chị em phụ nữ. Mình làm bên phun xăm, nhấn mí, bóng đồng tiền các thứ là mình có làm hết nha các bạn. Thì mình cũng rành về những cái mảng làm đẹp đó nên mình lên tư vấn cho những bạn nào mà cần thiết làm đẹp nha. Thì bây giờ mình trả lời sương sương cho các bạn nào mà hỏi thời gian nhiều gần nhất cho của mình ha. Mấy gần đây rất có nhiều bạn đã quay về chủ đề mí rồi các bạn. Thì trước đó là mình trả lời về những cái làm môi bị thâm rồi đó, thì nói chung mình gom góp những cái video những cái các bạn nào mà trả lời nhiều nhất câu hỏi tương tự về cái chủ đề nhiều nhất thì mình sẽ trả lời ha, chứ còn một hai bạn thì ít quá mình không trả lời được, các bạn thông cảm nha. Thì đây mình trả lời cho một bạn nè, cắt mí về có ăn thịt ít được không? Câu này quá đơn giản, bạn ăn thịt ít thôi. Thịt ít ăn được nha các bạn. Nhưng nói về thịt ít thì mình quy y, mình không có liên quan gì, nhưng mà mình quy y thì mình không có ăn thịt ếch. Mình xưa giờ mình không có ăn thịt ếch. Còn bạn nào mà nói về vết thương á thì ăn thịt ếch vậy các bạn, ăn thịt ếch được. Ủa chứ ếch lành mà các bạn, lành mà, cắt mí về ăn thịt ếch vẫn bình thường các bạn. Cắt mí về thì các bạn kiêng ăn những cái quan trọng các bác sĩ dặn cho các bạn đó, bò muối mới, bạn nào mới cắt vậy kiêng nhất ít nhất một tháng trở lên cho mình nha. Sau một tháng đó các bạn có thể kiêng ít lại thôi, các bạn có thể ăn được rồi. Quy trình cái kiêng cắt mí về nè, mình nhắc lại cho các bạn biết thôi. Trước giờ mình làm cũng nhiều cái video rồi, giờ mình nhắc lại cũng lâu lắm rồi mình không làm lại ha. Thì trước mắt là các bạn kiêng, phải chắc chắn là phải kiêng rồi đó. Kiêng một tháng trời các bạn ăn giống như mấy chị em sinh đẻ vậy đó. Các bạn ăn những nói chung ăn thịt heo thôi nha các bạn, ăn cho chắc. Các bạn đừng ăn gì ngoài, ăn giống như là mấy người mà mới sinh ra con xong nó kiêng cử như vậy á. Thì sau một tháng đó, sau một tháng đầu tiên thì nếu mà có nhiều bạn kiêng 2-3 tháng, nhưng mà sau tháng đầu tiên các bạn có thể ăn những cái món đó được rồi, những cái món mà mình kiêng cử nhưng mà mình ăn ít thôi, đó là như vậy đó, mình ăn ít thôi nha các bạn. Tự nhiên mới có một tháng thôi nó cũng chưa có lành lắm, vết thương bên trong của mình nó tự nhiên người ta tách bóc vết thương của mình, nó chỉ lành bên ngoài thôi, bên trong nhiều khi nó còn chưa có lành hẳn ha. Cho nên nó mình kiêng, mình ăn có thể là ăn được thôi, ăn cái chút vậy đó, các bạn đừng kiêng hết hoàn toàn 3-4 tháng mệt lắm. Thì sau một tháng đó, tháng đầu tiên quan trọng thôi, bạn hãy kiêng như vậy thôi ha. Thì tiếp theo một cái câu hỏi của một bạn nữa, mình cắt mí bị hư, người ta cắt mí bị nhỏ và tuột mí, mình có đi sửa lại được không? Ủa được các bạn nằm, bạn cắt lâu chưa? Bạn không nói là cắt bao lâu, bạn không nói là cắt thời gian bao lâu. Nếu mà bạn cắt còn trong thời gian bảo hành đó, bạn có thể tư vấn là cái chỗ mà các bạn đi mới vừa cắt xong á, mình phải sửa lại nha các bạn. Bạn mới mới cắt như vậy mà nó bị hư. Nếu còn thời gian bảo hành, bạn có thể quay lại chỗ đó. Bạn không nói thời gian bao lâu mà bạn mới nhắn tin cho mình đây chừng mấy ngày thì chắc có lẽ là mới, bạn mới tìm hiểu lên. Thì mình nghĩ là bạn sẽ hỏi bác sĩ, thì bạn hỏi bác sĩ mà mới cắt cho bạn nó bị hư đó. Thì trước bạn này tình trạng chắc giống như mình là bị tuột cơ, là mí nhỏ ha, tuột cơ nó không vô phơm đó, thì chắc giống như mình, nhưng mà ít nhất 2 tháng, không phải, xin lỗi, ít nhất phải là 3 tháng trở lên mình mới cắt lại được. 3 tháng nha các bạn, trong 3 tháng đến 6 tháng, có nhiều bác sĩ người ta bắt các bạn đợi 6 tháng luôn. Thì các bạn đợi càng lâu càng tốt, một phải đợi trong cái thời gian mà bác sĩ người ta bảo hành với bạn đó. Giờ bạn phải hỏi cái chỗ mà bạn làm á, thì người ta sẽ tư vấn cho các bạn. Nếu mà bị hư người ta sẽ làm lại tạm thời, thì nhưng mà không cắt liền được nha các bạn. Bạn phải đợi cho vết thương nó lành ra, là để cho có độ da nó trùng chút xíu, cho nó có độ da nó có độ đàn hồi đó, mình cắt nó không bị đơ mắt. Mình sốt ruột quá mình đi cắt thì mình có nói bác sĩ hoài, trong mấy tháng đó mình bị chết đó các bạn. Thì mình sợ, mình ngại, mình hối bác sĩ làm được không, làm được người ta cũng ừ á, nhưng mà không tốt nha các bạn. Để 3 tháng trở lên đó, bạn nào mà lỡ cắt bị hư á, tốt ít nhất là phải 3 tháng. Chứ giống như mình trước mình cắt bị hư đó các bạn, thì mình hỏi bác sĩ mình cắt liền được không, mình cũng bị giống như mình không dám đi ra ngoài, mắt mình nó xấu đó, là mình cứ hỏi, mình hỏi quá thì bác sĩ người ta nói cắt cũng được á, thì qua ra đi người ta cắt. Nhưng mà mình nghĩ là không tốt đâu, người ta chỉ là miễn cưỡng mình thôi, người ta ra cắt, nhưng mà không tốt bằng khi mình để 3 tháng trở lên, 5 4 5 tháng ha. Thì tốt nhất là các bạn hãy để chịu khó 3 tháng trở lên nha.
cái bị hư bị hỏng thì cắt lại, thì các bạn hãy tư vấn chỗ đó, người ta sẽ cắt lại, người ta bảo hành cho các bạn. Còn các bạn mà cảm thấy nếu mà mình tới chỗ đó thì mình có thể yêu cầu cái người khác cắt nha các bạn. Tự nhiên mình lỡ, giống như mình rút kinh nghiệm nè, tự mình cắt lại lần hai nó cũng không có đẹp rồi, trước đó mình cắt lại lần hai không có đẹp rồi các bạn, mình cắt lần đầu bị hư rồi đó, lần hai mình cắt đã lần đầu mình không có đẹp rồi, lần hai thì người khác cắt cho mình thì mình ok, mình thích người khác cắt hơn. Để nói gì quay lại cái người cũ, người tụ ngủ của người ta cắt tay nghề người ta không biết nữa, ta tới đó sao các bạn biết, người ta cắt tới đó mình quay lại bắt người đó cắt nữa thì mình sợ, nó ngu, nó cũng giống vậy nữa, mình đổi người khác cho nó chắc ăn. Thì trong làm đẹp mà các bạn nó hơi xui thôi, nhiều bạn đã gửi cho mình như vậy nè, nhiều bạn gửi cho mình là người ta làm ở trong những cái thẩm mỹ viện nổi tiếng luôn đó, là mất tiền luôn chứ không phải đâu, nhưng mà làm cho người khác đẹp thì làm tới bạn đó thì làm rất là xấu đó, người ta cũng sửa tới sửa lui. Nói chung làm đẹp là còn một phần là nổi tiếng là một phần thôi, nhưng mà cũng hên xui là một phần nữa đó, đó là như vậy làm đẹp nha các bạn. Chứ khi mà chưa làm đẹp mà xong mà các bạn thấy người ta quay lên cái đùng đùng quay liền, cắt xong mà quay mắt liền lên á, những cái quan trọng mà các bạn nhìn thấy người ta quảng cáo ở ngoài á, trên Facebook rồi đó, người ta cắt xong mà người ta nói thấy không sưng không gì, các bạn mới cắt xong là mắt các bạn không sưng, thấy hai mí lồng lộng, bởi vì nó còn hơi nhè nhè nề 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 thôi, nề thuốc tê thôi, chưa có sưng chưa bầm. Sưng bầm là sao qua ngày sau chỗ đi, ngày thứ hai thứ ba đó, mấy ngày đó nó mới bầm mới sưng còn mới cắt, bởi vì người ta hay quay lên liền quảng cáo cho mình. Lúc đó mình không có biết đẹp hay xấu đâu các bạn ơi, mình thấy người ta đẹp cho nó mới cắt, mình thấy ồ nhìn đẹp đó, không đẹp đâu nha các bạn, đẹp hay không sau một tuần sau mới biết được nó vô form hay không, chứ mới cắt xong quay cái đụng đó, nhiều người ta chưa cắt chưa có kinh nghiệm đó thì người ta nói ô thấy chỗ này cắt đẹp quá, nhào vô còn quảng cáo mà, ô tôi mới cắt này nào, quảng cáo vậy nè, mới cắt nè, mí đẹp nè, vậy đó, thấy phái các bạn, tự người ta chưa có trải nghiệm, mình trải nghiệm qua rồi, kinh nghiệm mình làm đẹp cho khách nữa thì mình cũng biết ha, ít nhiều giờ mình chia sẻ cái thực tế cho các bạn biết. Thì nói chung là kể cả cắt môi mình lấn nâng mũi chút xíu, cắt mí hay hoặc là nâng mũi, quay cái đùng đó quay liền đó các bạn, không thể nào biết được là có đẹp hay không, nó quay liền hiện diện, nó quay lên ở cái form nó đẹp vậy, không biết đâu các bạn ơi, quay nó đẹp vậy đó, nhưng mà nó đẹp hay không đâu phải trả lời lúc đó được, lúc đó mình thấy nó đẹp vậy đó, nhưng mà đẹp hay không là 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng trở lại ha, 3 tháng trở lại giờ. Có nhiều người á, nói chung là nó là đẹp tạm thời, nhiều người đẹp 3 tháng cho là mình thấy nó form đẹp rồi ok, là xài được, không bị gì là xài được. Cho đến khi có nhiều bạn làm mà phải biết cách nhìn nữa, nếu mà làm không bị gợn sống mũi ha, là nó cũng nói chung có nhiều người làm 2-3 năm là phải đi làm lại, nó bị đâm ra đó các bạn, nó bị đâm sống mũi luôn. Thì còn làm lại nếu chứ mà làm đẹp là nguy cơ là như vậy đó, làm đẹp hên xui là như vậy đó nha các bạn. Các bạn hỏi là người nào mà làm mũi làm mắt rồi, không có ai mà làm một lần đâu, ta làm lại làm đi làm lại rồi các bạn ơi. Nhiều người nói bị nghiện nhưng dao kéo chứ không phải nghiện đâu các bạn, tự người ta làm nó bị hư, làm lâu rồi nó bị hư, bị mỏng da, bị hư, bị trùng, người ta làm phải làm lại thôi chứ không phải là bị nghiện dao kéo nha các bạn. Thì nói về cắt mí thì mình mới trả lời cho có một bạn đó, mà trả lời lâu thiệt chứ, trả lời cho hai bạn đó. Thì nói chung là mình nói về mí thì mình sương sương như vậy nha các bạn. Cắt mí dưới sưng, thêm mấy bạn này mình coi thêm mấy bạn này nha, cắt mí dưới bị sưng, bị nề, bị tím rất là nhiều, vậy thì thời gian bao lâu nó hết? Còn cái quy trình này nữa, bây giờ được video mình nó dài rồi, sao mình trả lời được, nó dài lắm rồi, mình nói sơ sơ, tóm tắt sơ sơ chứ mà. Các bạn này cắt mí bị sưng nè, nói chung là trong quá trình một tuần trở lại nha các bạn, nếu mà mí bạn nào, bất cứ bạn nào cũng vậy, da có không hiền, da có ác, có dữ cái nào cho nữa, da có độc cái nào thì một tuần trở lại, mới về cắt buổi tối nằm một đêm đó qua ngày sau là bị sưng, sáng sau các bạn bị sưng rồi đó, sưng tiếp ngày thứ hai nữa, ngày thứ ba bắt đầu nó dẹp dần lần xẹp lần thì các bạn cứ vệ sinh. Còn phần vệ sinh là mình đã nói nhiều rồi, bây giờ nói thêm nữa thì video rất là dài, thôi mình nói sương sương tới đây thôi. Nói chung là phần vệ sinh mí mình đã nói cũng rất là nhiều, các bạn có thể kéo lên các bạn coi ha, vệ sinh mí thì quy trình nó bị sưng, bạn này bị hỏi nè, bị sưng chừng nào nó hết á, thì một tuần trở lại nha các bạn. Nói chung là như vậy đó, mới cắt về bữa trước ngủ vào đêm mới sẽ sưng, ngủ ngày thứ hai vẫn còn sưng, ngày thứ ba bắt đầu nó xẹp bớt, bác uống thuốc á, nó xẹp bớt trong cái dần tới tuần lễ là nó hết, là như vậy đó. Nói chung video nói về mí tới đây mình xin kết thúc nha các bạn, hãy cho mình một like nha các bạn, cho mình, bạn nào chưa đăng ký cho mình một đăng ký kênh để mình có động lực coi video sau ha, bye bye.